Rồi. Thì nó như thế này nè các anh chị ơi, mình sẽ đăng ký nhé. Đầu tiên thì các anh chị làm theo cái kênh YouTube giúp mình. Thì vừa rồi mình có gửi cho các anh chị một số cái rồi. Mình sẽ mở cho các anh chị coi thì cái kênh đó hiện tại á thì các anh chị có thể đăng ký hoặc là các anh chị có thể lên thêm cho mình một số cái nội dung, hoặc là các anh chị có thể gọi là gì ta, đăng ký đây. Thì đây là một cái phần mình đã hướng dẫn cho các anh chị nó khá là chi tiết về cái việc mà các anh chị cài đặt cái phần mềm. Hãy cài đặt cái phần mềm cho các anh chị nhé. Các anh chị nào mà nếu muốn xài á, nếu muốn xài á thì cứ 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 xài này trước này, các anh chị lên đây trước nha. Sau đó các anh chị tải nó về, các anh chị tải nó về, các anh chị check coi. Thì ở đây nó là một cái phần mềm, cho nên là cái tương thích với máy tính mình nó khá là ổn. Có nghĩa là mình xài cái phần mềm mới, cái giao diện mới, nhưng mà cái máy tính mình nó yêu cầu nhẹ, cái cấu hình nhẹ, nó không cần cao. Cho nên mình mới xin các anh chị là chúng ta nên cài thằng này, hoặc các anh chị có thể cài két cũng được. Đây như mình này, mình có thể cài két cũng được các anh chị nhé. Đây, các anh chị nhìn giùm mình. Đây là các anh chị nhìn này. Đây là cái bộ phần mềm của mình. Xin lỗi các anh chị, cái desktop này của mình nó hơi rối một chút, nhưng mà vì làm quá nhiều. Đây, đây là cái két. Cái két các anh chị, hoặc là các anh chị có thể cài cái dữ liệu két cũng được. Đấy. Thì tại vì sao? Bởi vì thằng két á, trong xây dựng của mình thì nó cũng liên quan nhiều thứ. Có nghĩa là nó luôn một cái chuỗi các cái phần mềm, cho nên bắt buộc mình phải xài nó. Còn đây nó là một phần mềm riêng rẽ, các anh chị hiểu mà. Cho nên khi các anh chị cài thì nó sẽ nhẹ máy hơn nhiều, được không các anh chị? Chính vì vậy mà mình khuyến nghị các anh chị cài. Còn các anh chị không thích thì các anh chị cài két cũng được, không sao hết, mình không có ép nha. Đó, thì mong muốn là chúng ta làm sao mà nó ok thôi. Vậy thì đây, mình sẽ tắt này đi, để mình tắt này đi các anh chị nha. Mở lên cho các anh chị coi này. Đây, mình nắp đúp lên. Đây là đối với các anh chị đã cài rồi nhé. Mình sẽ búp lên phát, búp, búp, búp. Ý, đó, mình sẽ đưa lên. Các anh chị đợi một chút. Mình cũng làm biến xin công ty, cho nên mình đang xài cái bản trial version. Trial version này để cho các anh chị 30 ngày thôi. Khi các anh chị cài vô thì tự động nó sẽ đếm từ 30 đếm lùi. Sau khi xong 30 ngày rồi các anh chị muốn xài tiếp thì các anh chị có thể xài như mình cũng được. Nhưng như thế này thì các anh chị sẽ không lưu bản vẽ hoặc không in ra được. Cho nên bắt buộc các anh chị sẽ đăng ký giúp mình một cái link. Cái link này hiện tại công ty họ đang tặng cho các anh chị. Cho nên mình nghĩ các anh chị nên đăng ký theo cùng mình. Đó, để mình gửi công ty. Đó, tiết kiệm được chi phí. Một năm nó đâu đó nếu như chúng ta cài hết luôn là khoảng 10 triệu. Được bắt khá là gắt. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ các cái doanh nghiệp của mình đã lớn rồi, đã gia nhập được khá là nhiều cái thị trường rồi, cho nên các cái công ty mà liên quan đến cái việc mà làm ăn ở nước ngoài thì họ bắt buộc phải xài bản quyền các anh chị ạ. Chính vì vậy mà các anh chị nên nên đăng ký sau khi mà hết 30 ngày, các anh chị đăng ký cho mình cái này để mình gửi qua bên công ty, họ sẽ cấp cái quyền cho các anh chị để các anh chị xài tiếp 3 tháng, 6 tháng hay cái gì đó thì tùy nha. Chút nữa mình sẽ gửi link cho các anh chị luôn. Rồi chúng ta sẽ bấm vô trial, nếu như có active rồi thì mình các anh chị sẽ active, còn không thì các anh chị bấm trial giúp mình. Đây, mở lên bình thường, nó hỏi thôi, kệ nó. Đừng quan tâm. Chúng ta cứ mở bình thường nha các anh chị nha. Đây, nó sẽ lên rồi đấy. Ô nó báo mình update, mình không thích update. Đây là một cái giao diện của một cái phần mềm các anh chị. Giao diện của một cái phần mềm để cho các anh chị có thể vẽ, các anh chị có thì để làm chi, để các anh chị thấy rằng nó mệt. Sau đó chúng ta chuyển qua chúng ta vẽ máy, nhưng có một số các anh chị thì chơi vẽ máy luôn. Chơi kỳ vậy, không biết là các anh chị vẽ chưa. Nếu các anh chị vẽ rồi thì quá tốt rồi, ok đấy, được bát bát môn, không có gì phải lo cả. Thì mục tiêu của mình là các anh chị vẽ được như vậy, sau đó các anh chị ghi được kích thước ra y chang như vậy cho mình thôi, gọi là cái nền tảng mà. Còn cái quá trình mà các anh chị học tập thêm, các anh chị vẽ thêm, các anh chị lăn lộn với nghề, lăn lộn với cái công việc của các anh chị sẽ tự động các anh chị sẽ giỏi, nhớ nha. Vậy thì mình sẽ cung cấp cho các anh chị một cái nền tảng làm sao mà các anh chị có thể vẽ được, sử dụng được tất cả mọi thứ, cái thông tin ở trên này cho nó ok. Đó. Thì chúng ta sẽ làm quen được với GPU CAD hoặc là CAD,
nó y chang nhau các anh chị, nó chẳng có gì mà nó khác hết. Thì tại sao mà mình giới thiệu cái này trong khi hiện tại thì đa phần chúng ta đều xài cái CAD, khi mà chúng ta nói AutoCAD đúng không? Còn cái này là GWCAD, thì cái CAD nó là cái gốc, cái cội nguồn ở sau. Nó gọi là cái Computer Aided Design, có nghĩa là chúng ta thiết kế với sự trợ giúp của máy tính. Còn cái gốc này thì bình thường hết, tất cả các lệnh trong GWCAD này là y như AutoCAD, cho nên mình mới chọn để mình hướng dẫn. Được chưa? Thì khi mà các chị mở lên như này thì nó sẽ hiện một cái này. Đây là một cái thanh công cụ, các cái này gọi là các cái ribbon. Và đây là các cái tab để các anh chị kích vào. Ở ngày xưa mình xài cái két cũ cũ thì nó không có gì hết, nhưng bây giờ nó cho các anh chị khá là nhiều thứ. Khá là nhiều thứ, rất rất là nhiều thứ nha các anh chị nha. Vậy thì chúng ta sẽ đi bắt đầu. Thường nó sẽ để phim home ở cái chỗ home này các anh chị nha. Thì đây là một cái màn hình vẽ, đây là cái giao diện chúng ta vẽ, chúng ta trình bày cái gì tất tần tật nó nằm ở trên đó. Để mình coi thử có cái gì, để mình mở lên coi thử đây. Không có, mình xóa hết mấy cái file đó rồi. Mình coi thử nó có cái gì hay không mà mình mở lên cho các anh chị coi nha. Các anh chị coi thử đi, là một cái file. Tất nhiên thì mình ở bên xây dựng cho nên mình sẽ có nhiều cái thứ mà các anh chị có thể nhìn nha. Mình ví dụ đây là một cái bài tập, mình mở, mình open lên các anh chị coi đây. Mình ví dụ như này đi, sau nếu như chúng ta học với những cái lớp trước á, những cái lớp mà ngày á, thì mình sẽ cho các anh chị vẽ như này. Sẽ vẽ những cái hình như này để nó lên cái dạng hình chiếu chụp đo hay gì đó, vân vân. Thì cái đó là phần bài tập, phần bài đọc mà các anh chị đọc ở trên trang lên rồi, mình không nói lại nữa. Bởi vì các anh chị cũng đã trải qua khá là nhiều năm rồi. Thứ nhất là học từ cấp 3 rồi lên đại học rồi, cho nên mình không muốn nói lại cái đó nữa. Các anh chị tự đọc nó hay hơn. Rồi đây là một cái dạng mà khi các anh chị ra, các anh chị làm bài tập thì khi mà chúng ta cần cái vẽ trên tay nó như thế này nè. Để vẽ được trên tay thì phải ra cái đề. Cái đề này mình sẽ cho nó bằng cái CAD. Đó các anh chị thấy không? Tất cả mọi thứ tần tật nó đều ra như nhau. Đấy là công dụng của việc. Thì hiện tại để học xong được cái khóa này thì mình sẽ có trách nhiệm là hướng dẫn các anh chị làm sao không biết mà các anh chị vẽ được những cái như vậy đấy. Vẽ được luôn. Mình ví dụ đây đi, để mình show cái này lên chút. Đây là một cái mặt bằng, cái nhà trước mình dễ xin phép xây dựng. Đấy thì các anh chị nhìn hết sức đơn giản ha. Nó có mấy nét đâu. Nó có vài nét, thôi. Đấy, xong rồi đấy. Nó có khá là ít nét. Khi mà mình vẽ như vậy xong rồi mình đim kích thước rồi mình ghi tùm lum ở trong này những cái tiểu tiết như này nè các anh chị. Thì chúng ta có cái bộ gọi là cái bộ thư viện kết. Đó, chứ chúng ta không ngồi chúng ta vẽ được đâu. Mình làm biến, đừng có vẽ. Đó, cây có như thế này thì có sẵn, chúng ta chỉ dựng các cái khung này thôi. Đấy. Sau này các anh chị, nếu như các anh chị làm ở các cái bể nước, các cái bể nước thải vân vân thì các anh chị sẽ sử dụng nó cũng vẽ y chang như thế này được, như thế. Được không? Tuy nhiên ở đây nó có một vấn đề là tất cả các bản vẽ của mình nó không phải cái nào nó cũng cùng một tỷ lệ, các anh chị hiểu mà. Để mình mở cho các anh chị coi một cái bản vẽ mà nó có không phải cái nào nó cũng có tỷ lệ các anh chị ạ. Cho nên chúng ta cần phải vẽ, chúng ta quản lý cho kỹ. Vẽ thì ai cũng biết, nhưng chúng ta làm sao mà chúng ta vẽ cho chúng ta biết cho được nó là cái level nào để chúng ta gọi là chúng ta hiệu chỉnh nha. Để mình chút. Đây mình ví dụ đây, mình show cái này một chút để các anh chị coi nha. Đây mình show lên các anh chị nhìn này. Đây là một cái bản vẽ mà mình thực hiện để em chi, để mà trong cái quá trình mình thi công. Các anh chị nhìn nó không có cái khung đâu, các anh chị nhìn này ha. Mình ví dụ như này đi, tỷ lệ nó là 1%, hay 1% thì dễ chút, mình nói các anh chị tỷ lệ như thế nào. Đây cũng là một cái mặt bằng cầu nhưng mà tỷ lệ của nó 1/25. Đấy, trong cái hóa, trong cái môi trường của các anh chị nó có một số cái nữa là nó tỷ lệ 1:1, tỷ lệ 1/2, ví dụ như thế đi. Thì nó rất là nhiều cái tỷ lệ. Thì làm sao, đây các anh chị nhìn ở đây, tỷ lệ 1/50 được các anh chị thấy không. Thì làm sao mà tất cả những cái này mình in ra thì cái ông thi công thì rủi sau này các anh chị vẽ cái bể nước thải thì cái ông thi công ông đọc được, ông hiểu. Muốn vẽ tỷ lệ nào cũng được nhưng cùng một cái kích thước. Đấy, thì bản vẽ của mình nó gọi là bản vẽ đa tỷ lệ, các anh chị thấy không. Trong này nó là 1/50 hết, 1/50 đều hết. Nhưng chúng ta phải vẽ nó trên cái nền 1 phần
100. Đây các anh chị thấy không? Đó, 125 này, 1%. Thì làm sao mà tất cả những kích thước này ra để cho cái ông thi công? Đấy mới là vấn đề. Sau này các anh chị vẽ một cái khung, một cái gì đó ra, thì cái người mà thi công họ đọc, họ hiểu được cái bản vẽ, thì chúng ta gọi là cái phần bản vẽ đa tỷ lệ. Vậy thì trong cái CAD này chúng ta có học những gì? Cái thứ nhất sẽ chỉ các anh chị các lệnh về vẽ, dựng hình. Nói tóm là dựng hình, à, draw này các anh chị nha. Thì chúng ta dựng hình. Cái thứ hai là modify, có nghĩa là chúng ta hiệu chỉnh. Dựng xong rồi chúng ta phải hiệu chỉnh nó, đúng không? Rồi một cái nữa chúng ta quản lý các cái nét, ghi chú, và chúng ta ghi kích thước, in ấn. Đấy là năm cái phần cơ bản mà mình muốn các anh chị biết thông qua cái môn này. Sau đó mình gửi cho các anh chị một cái bài tập nho nhỏ, một cái bài tập nho nhỏ thôi. Gửi cái bài tập nho nhỏ thôi, hết sức đơn giản thôi, chứ không có gì khó cả. Ở đâu mất tiêu, để mình mở cho các anh chị coi. Thì các anh chị sẽ thấy được rằng cái bài tập này nó không có gì gọi là nó khó hết, nó rất là dễ các anh chị nha, nó vô cùng dễ. Đây, ví dụ như này đây. À, thì các anh chị vẽ nó đơn giản không, cái này của xây dựng à. Các anh chị chỉ cần vẽ những cái đơn giản như thế này thôi để các anh chị hiểu thôi. Đó, rất là nhỏ xíu. À, để chi? Để mà các anh chị hình dung được rằng là cái việc mình vẽ như vậy nó có hiệu quả hay không. Thì sau mỗi buổi học mình đều có một cái file để mình ghi chú lại và mình gửi cho các anh chị coi, mình đưa hết lên trên cái YouTube để các anh chị có thể đọc được, các anh chị hiểu được, các anh chị hình dung được cái việc mà chúng ta đã học. Rồi. Ok, hôm nay chúng ta đợi một chút. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái buổi 1 trước để mình tìm cái đã. Coi cái buổi 1 này chúng ta học những cái gì. Thì đây là một số cái thông tin thôi, mình đã gửi để mình gửi cho các anh chị coi. Các anh chị cần thì các anh chị cứ coi hết bình thường, không sao hết. Đây là cái hôm trước mình hướng dẫn cho các bạn và các anh chị, các em nó học. Bây giờ mình sẽ mở cho các anh chị coi luôn. Mở đi cho các anh chị coi trước chút cũng được, rồi mình sẽ học sau. Ngày xưa thì năm 2012 thì mình có xuất bản cái cuốn này, tuy nhiên nó dày quá rồi, cho nên bây giờ chuyển qua làm cái video thôi các anh chị, chứ không có viết sách nữa, lười viết sách lắm. Không còn thời gian mà để ngồi đó sau đó viết mấy cuốn sách nữa, quá lâu. Bây giờ ra cái video cho anh chị học theo nhanh hơn. Đó thì đó là một số cái giới thiệu cơ bản thôi để chúng ta coi. Rồi sau đó các anh chị học theo cho nó dễ. Nói chung thì hướng dẫn cái căn bản trước, rồi còn lại các anh chị tự học thì nó nhanh hơn. Chứ không thể nào mà ngồi đã chỉ hết từ đầu tới cuối cho các anh chị nữa, thì nó khá là lâu các anh chị nha. Rồi vậy thì trước tiên mà để cái việc mà chúng ta vẽ được thì chúng ta phải hiệu chỉnh cái đã ha. Chúng ta phải hiệu chỉnh cái đã. Để mình làm trước một cái đi, mình làm trước các anh chị đi, từ từ sau. À, chúng ta cứ bình thường thôi, chúng ta cứ hết sức bình thường, không có gì. À, để im đây. Thấy không? À, nó sẽ hiện lên thôi, mình cứ đánh. Mình đánh giống như telet của mình vậy thôi chứ có gì đâu. Cái mình gõ cái phong của mình đó. Ví dụ như là 1. À, buổi 1 phải hiệu chỉnh. Đúng không? Rồi các chị nhìn nè, thì để mà vẽ được đầu tiên này, các chị nhìn trên này nó không có gì hết nè. Bây giờ chúng ta phải lưu xeo nó một phát nè. À, xeo nó một phát, mình đưa desktop đi, desktop đi, mình sẽ tạo cái mới, mình ghi là 24 AS2 ví dụ vậy. À, mình bỏ đây, sau đó bỏ vô đây, mình sẽ lưu là cái gì, buổi 1 hay gì đó. Đây là cái cách mà lưu. Thì mình sell nó không phát. Rồi ok, bây giờ các anh chị nhìn này ha. Nó sẽ nằm ở đâu? Đó, 24 AS2 và buổi 1. Xong, chúng ta đi. Trước khi vẽ thì chúng ta phải hiệu chỉnh cái bản vẽ cái đã. Chúng ta cài đặt trước khi vẽ.
chứ nếu không là chúng ta không biết đường nào chúng ta mò hết á. À, chúng ta vô nè, ob dạ ob enter nè, bập á. À, từ từ nha, bây giờ nha, cho nên tiếp tục nè ha. Ý. Lệnh đầu tiên nhất sẵn ob enter đấy, các anh chị nhớ nha, ob enter. Thì bây giờ nè các anh chị nhìn cho mình nè, trên cái màn hình các anh chị thấy cái hai sợi đó không, có hai cái dòng chéo chéo đó không, nó gọi là cái con trỏ sợi tóc của con chuột. À, sợi tóc của chuột, đây là các cái thanh hiển thị, đây là sợi tóc của con chuột, và đây là gì, đây là do các anh chị cầm trên con chuột của mình này ha. Các anh chị thấy con chuột của mình đang cầm trên màn hình của mình trên tay á. Đó, đây là cái con chuột. Vậy thì khi các anh chị lăn, lăn ở trên cái con chuột á, các anh chị lăn tới, lăn tới thì nó sẽ zoom to ra. Các anh chị kéo thì nó sẽ zoom nhỏ lại được các anh chị. Nhưng mà lỡ nó nhỏ xí như thế này thì giờ làm sao? Cái đầu tiên là mình chỉ các anh chị nhanh nhất là nhấp đúp hai lần cái con lăn. Đấy, các anh chị thấy không? Nhấp đúp hai lần con lăn thì nó sẽ xuất hiện. Đó là cái bí kíp thứ nhất nha. Nhấp đúp hai lần con lăn thì nó sẽ xuất hiện được cái màn hình các anh chị đang vẽ. Bụp bụp. Đấy, được chưa? Đó là cái bí kíp thứ nhất. Thấy chưa? Bây giờ là để vẽ được. Để vẽ thì chúng ta sẽ xài lệnh. Một là các anh chị kích trên này, hoặc là chúng ta gõ cái lệnh để nhớ. Nó có mấy lệnh à, cho nên thôi chúng ta gõ để nhớ đi, cho nó lên hàng gọi là pro các anh chị. Chứ đừng có mà ngồi đó sau đó các anh chị để mà show cái mặt mình lên cái coi. Thôi vừa qua. Đây, các anh chị nhìn nè, đây là cái tay của mình nè. Các anh chị cái tay của mình nha. Thì các anh chị nhớ rằng là cái mà để mình vẽ cho được á thì mình phải xài cái tay. Thì ở đây là cái con chuột à, tay mặt này, tay phải của mình là mình ôm con chuột các anh chị nha. Tay phải các anh chị ôm con chuột trước mình. Đó là cái sống chết á, chỉ có ông trẻ trẻ mà ông muốn học ấy. À, thì nên ôm con chuột để chúng ta vẽ cho nhanh, đúng không? Con chuột thì nên xài con chuột có dây để cho nó nhảy, còn đừng xài ngựa mà xài con chuột quang, chuột cho nó rối lắm, chuột lưu tết gì đó nó rất là yếu kém, cho nên sau này mình vẽ không được, mình đập chuột cũng được gì hết. Này ngón tay, được không các chị? Ngón tay. Thì như thế này là mình quy tắc luôn này các chị, cái ngón trỏ này chúng ta gõ cái lệnh thôi mà nó có lệnh tắt có mấy chữ à, mình vừa học vừa chỉ các chị luôn. Ví dụ lúc nãy á là O B Enter đúng không? Thì mình gõ bàn phím là OB Enter. Đấy, OB xong chúng ta gõ phím Enter. Đây thì nó sẽ ghi nhận lệnh. À, nó ghi nhận lệnh. Cái ngón giữa này các anh chị dùng phím ESC trên màn hình, trên bàn phím. ESC trên bàn phím được không các anh chị? Chúng ta gõ cái phím ESC trên bàn phím. Và cái ngón này nè, cái ngón cái này nè, ngón cái của cái tay trái này, chúng ta sẽ gõ cái phím Space. Các anh chị nhớ cho mình nha, chúng ta chỉ xài 3 ngón thôi là chúng ta vẽ được. Đấy. Chứ đừng có râu ri gì hết nhiều. Ba ngón này thôi, dưới cái tay phải phải ôm con chuột là xong. Bụp. Đó, ôm nó. Tối nay mà mấy bạn nào mà mới lần đầu tiên mà đến với cái môn này thì tối nay ôm chuột thủ đi. Hoặc là sờ chuột, sờ cái đầu thấy yêu đó. Thấy yêu con chuột xong rồi tự nhiên môn này nó qua thôi. Đấy. Gõ nè, ngón này nha chúng ta. Gõ. Lệnh. Cái ngón này chúng ta dùng để gõ phím ESC. Ok. Và cái ngón cái này chúng ta để gõ cái phím space, các anh chị nghe mình gõ này nha. Nè. À ha, gõ lệnh thấy không? OB. Xong không gõ cái phím, gõ cái ngón trỏ này lên cái phím space cái bụp này. Hiện đã không? Đó, thì mình lỡ mà nó sai cái gì đó mình bấm phím ESC. Đó, mình thoát đi. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ show cái màn hình này lên cho các anh chị coi. Là tại sao chúng ta nên như vậy nha. Show bàn phím này các anh chị coi, show cái màn hình này các anh chị coi nè, đây, các anh chị nhìn nè, đây, nha, bây giờ nè, ha, mình ví dụ như OB Enter các anh chị nhìn, O, ha, mình gõ bàn phím nè, O, B, đúng không? À, được chưa? Gõ phím Space, mình ghi trong này là Enter thôi, thì các anh chị có thể gõ phím Enter cũng được, nhưng như vậy cái thao tác các anh chị, gõ cái tay qua nó rất là lâu, cho nên chúng ta xài cái ngón cái chúng ta gõ phím space luôn. Bụp. Đấy nó chưa? Nó hiện lên rồi nè. Nếu chúng ta sai cái lệnh này chúng ta thoát bấm ESC, chúng ta dùng ngón giữa này bấm ESC. Bụp đi.
lý do làm sao mà chúng ta nên chọn cái này nha các anh chị nha. Đây, đầu tiên nó sẽ online thì cả nó mình bấm kích vào cái tab đầu tiên nè, bập vô. Đó, các anh chị thấy không? Bây giờ nè, mình sẽ cho các anh chị coi. Rồi bây giờ này các anh chị nhìn nè, đây là cái phím, cái tab Open and Sale AutoCAD tương tự như vậy. Ở đây là cái dòng này 2007. Ồ, khi mà mình kích chọn vô đây thì cái máy mà thấp nhất là 2007 nó sẽ nhận được cái file CAD này, được chưa? Còn nếu các anh chị chọn nó 2010 thì cái máy thấp nhất là phải cài 2007 thì nó mới nhận được cái này. Bây giờ cái cùi bắp nhất là 207 rồi, cho nên mình chọn 207 luôn cho chắc căng. Giống nhiều cái cảnh mà ủa thầy ơi sao tự nhiên em vẽ ở cơ quan của em cái CAD 2012 mà tự nhiên em đem qua em in á, ở ngoài cái tiệm photo nó không nhận được. Đấy, cái lý do là sao chúng ta cài cái đuôi này ở 2012 mà cái máy ở ngoài tiệm photo á nó lại chọn là 2007, cho nên nó quá là cũ, lâu đời cho nên không nhận được, cho nên ta chọn là 207 luôn. Ở đây nó có cái chỗ automatic sale, có nghĩa là cứ 10 phút nó sale một lần. Nhưng các anh chị đừng chỉnh, nhiều người ngựa ngựa, ngày xưa mình cũng ngựa ngựa, mình chỉnh 1-2 phút ấy. Nhưng xin lỗi các anh chị, sau này khi mà chúng ta đi làm nhiều công trình rồi, các anh chị sẽ thấy rằng nó bất cập lắm. Cứ đang có hứng vẽ nha, mà tự nhiên nó đứng lại nó sale cái bực lắm. Cho nên cứ để nó 10 phút bình thường nha. Ok chưa? Rồi xong, tiếp tục, bên này để im nha, đừng chạy hết chưa. File để im luôn. Chúng ta tới phần deep play. Nó bình thường cái máy của anh chị nó sẽ nằm ở đâu khoảng 14, 15 hay 7, 8 gì đó. Thì cái con chuột này nó nằm này, các anh chị thấy con chuột này nó ngắn vậy đó. Nhưng tại sao mình kêu các anh chị nên chỉnh nó dài như mình? Thì nó có lý do là trải qua cái quá trình vẽ thì mình thấy là nó bất cập quá, cho nên các anh chị nên kéo full luôn, full tới đây luôn, nó 100% luôn nha các anh chị nha. 100% luôn. Rồi xong, đó là cái tab display. Tiếp tục tới cái tab reference. Thì ở đây nè, bình nó chỉ nằm chút này thôi nè các anh chị, nhưng mà các anh chị kéo lên giữa thanh này thôi, không có nhiều hết nè, các anh chị kéo lên giữa thanh này thôi. Rồi sau này các anh chị vẽ đi, sau này các anh chị mới thấy rằng ồ, ngày xưa ông Trung ổng nói vậy là đúng. Mình cứ cãi cho nên là mình vẽ nó thấy nó khó khăn, cho nên cứ kéo lên 50-50 là xong. Được chưa? Tiếp tục. Đó. Được, con kết thì y chang thôi, để mình gửi cái video cho anh. Không khác gì hết nhá. Rồi, sau đó các anh chị kéo lên giữa luôn, được chưa? Đó là cái thẻ này. Mình nghĩ các anh chị cũng không cần ghi đâu, các anh chị nghe chút đi rồi sau đó các anh chị coi lại cái này, cái này ok. Rồi, sau đó cái tới cái phần selection, các anh chị nhìn nè. Nó cũng chỉ nằm có một chút này thôi, các anh chị kéo lên 50, các anh chị kéo lên 50 giùm mình. Rồi, để im hết toàn bộ như thế này là xong. Đấy, những cái này mình không đụng vô nữa, Sau đó các anh chị bấm apply và các anh chị ok. Đó, thì cái nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ ra được cái con chó chuột như thế này các anh chị. Được chưa? Rồi. Cái hồi nãy giờ mình chỉ các anh chị. Các anh chị là mình xài cái OB rồi, bây giờ mình cái thứ hai này các anh chị, cách mà chúng ta zoom nha các anh chị nhé. Hai. Các anh chị mà chúng zoom hồi nãy á, nãy mình chỉ rồi đó. Zoom bằng cái con lăn trên chuột đây các anh chị. Zoom mình cái con lăn trên chuột này, nãy giờ mình chỉ rồi này. Đấy, zoom mình con lăn chuột ra. Sao đó, các anh chị đè vô, quên cái nữa là các anh chị đè vô, các anh chị thấy không? Có dấu bàn tay không? Thấy cái bàn tay chưa? Các anh chị đè cái con lăn vô á nha. Đè cái con lăn trên cái con chuột vô này. Đấy, về kết AutoCAD hay là ZLCAD nó y như vậy, các anh chị đè vô, các anh chị kéo qua kéo lại như mình, kéo qua kéo lại như mình. Đấy, thì nó là di chuyển các bản vẽ qua lại ha. Ví dụ mình đẩy qua đây ha, mình đẩy qua đây, đẩy qua đẩy lại thôi. Mình muốn coi to hơn thì mình đẩy qua đây, mình nhìn đây, đó mình zoom lên đúng không? Sau đó mình đẩy qua đây, mình nhìn chỗ này. Đó, nó gọi là cái bàn tay này gọi là chúng ban, zoom ban. Đó, được chưa? Zoom và ban, được chưa? À, các anh chị nhớ cho mình nha. Zoom và ban. Tiếp tục, số 3 là ban. Đó, để chúng ta đè con chuột vô. Số 3 là cái ban.
Zumban, đè cái con lăn ở trên cái con chuột á, con kêu của cái con chuột của mình á, chuột bằng phím, con chuột máy tính. Nào, ok chưa? Rồi xong. Tiếp theo, bây giờ mới tới cái nè. Bây giờ chúng ta mới tới là cái định dạng khổ giấy. Định dạng khổ giấy các anh chị ạ. Định dạng khổ giấy nha. Định dạng cái khổ giấy. Hôm bữa trước mình đã chỉ các anh chị kỹ rồi. Chúng ta có các cái khổ giấy. A4, A3, A0. Ủa, xin lỗi, A1 đi. Cái A1 là cái trong xây dựng anh em chúng ta thường xài nhất. Ủa, xin lỗi. Trong các cái bản vẽ mà các anh chị thường xài nhất là cái A1 nè. Thậm chí cái A4 chúng ta cũng in ra cho anh em coi luôn. Đấy, thì bây giờ chúng ta định dạng nó bằng cách nào? Chúng ta định dạng nó bằng cách nào các anh chị? Đây, chúng ta định dạng nó bằng cách nào? Cái thứ nhất là chúng ta xài cái lệnh mình nói thì sao á. Sau này các anh chị xài y chang rồi đó. MV Setup. Được chưa? MV Setup. Đó là cái lệnh nè. MV Setup các anh chị nhìn mình làm nè. Rồi sau đó các anh chị coi và các anh chị lập. Có gì nói gì khó cả. Nè các anh chị nhìn nè. M. Sorry. Dùng cái ngón này gõ lệnh nè. MV Setup. Bởi vì mình đang nhấn select á. Rồi ok chưa? Enter. Mình gõ phím space hoặc mình gõ phím enter cũng được. Trong cái kết thì cái phím enter và cái phím space nó như nhau. Cái phím cách đó các anh chị, nói phím space thì nó là phím cách ấy. Nhưng cái phím cách nó tiện hơn là bởi vì mình xài cái ngón trỏ này mình gõ cái phụp xuống nó nhanh hơn. Là các anh chị với và các anh chị gõ phím ba enter cho nên mình chỉ các anh chị luôn nè, enter. Bụp. Rồi, bắt đầu nó hỏi mình cái gì? Nó hỏi rằng là bạn có muốn change cái paper space không? Đấy, thì mình ok, mình đổi. Bởi vì mình có, mình để im Z nha. Enter. No, mình không chèn. No. Đâu rồi ta? Chuyển qua cái layout. MV Setup. Enter. No. Enter. Đấy. No Enter là N Enter. Sau đó nó hỏi mình là gì? Bạn đang chọn cái unit này. Bạn đang ở cái hệ nào? Ở đây thì nó nhiều lắm. Khoa học này, Decimate, rồi Engineering, rồi Architecture này. Thì mình sẽ chọn đó là cái hệ Matrix. Nếu như các anh chị nào quen chuột thì có thể kích vô cũng được. Nhưng mà tôi gọi M đi cho nó máu. Enter. Đó. Bây giờ nó hỏi mình nè. Setup cái paper. Có nghĩa là mình lựa chọn cái scale của cái chỉ số của cái bản vẽ nè. Các anh chị thấy nó chỉ không? Tỷ lệ 1:1, full size. Nếu các anh chị nhập vô số 5 thì nó là 1:5. Các anh chị nhập vô số 10 thì nó là 1:10. Nhập vô 20, nhập vô 50 nhỉ? Mình đang cần muốn các anh chị là 100. Cho nên chúng ta nhập vô 100. Mình đang vẽ tỷ lệ 1% hết. Thế còn tại sao như vậy thì từ từ mình sẽ chỉ. Đó chỉ nguyên bản 1% rồi sau đó mình sẽ hiệu chỉnh về 1:1, 1:50, 1:20 nó dễ hơn nha. Gõ vô 100. Bụp. Gõ tiếp, enter tiếp. Đó, bây giờ nó hỏi mình là chọn chiều dài và chiều rộng của cái paper, có nghĩa là cái tờ giấy á, mình sẽ chọn nó là tờ A4. Mình chỗ A4 trước, bữa trước mình chỉ rồi. 297, enter. 210, enter. Đấy, mình bụp một phát á, cái gì thấy không? Đấy, bây giờ cái khổ giấy mình nó ra nè. Thì tất cả những cái gì mà anh em chúng ta vẽ trong này thì nó mang cái tỷ lệ là 1%. Và cái chiều đơn vị của nó là, được chưa? Hệ matrix. Thì là cái gì? Rồi, chưa đâu. Bắt đầu nè, tiếp tục nè. MV Setup nha, mình sẽ chỉ các anh chị nha. N. Không quên, MV Setup. Enter, mình ghi từng bước luôn á các anh chị. Sau đó tới N, Enter. Sau đó tới M, Enter. Đúng không? Sau đó mình nhập cho nó là gì? 100 là cái tỷ lệ của khổ giấy. Enter. Sau đó mình nhập cho tiếp 297. Enter. Mình nhập vô tiếp 210, enter. Đấy, thì các anh chị sẽ ra được. Ồ. Các anh chị sẽ ra được một cái khổ giấy, gọi là khổ giấy A4. Các anh chị thấy không? Rồi, xong. Nó sẽ ra được một cái khổ giấy A4 tương tự như cái mình đã làm. Đây các anh chị ha. Về làm từng bước thứ nha. Nhưng mà chưa xong đâu các anh chị. Chưa xong. Nó còn một bước nữa. Một bước nữa là các anh chị tạo cho mình cái đơn vị. Cái đơn vị. Bước số 2. Định cái đơn vị.
định cái đơn vị cho khổ giấy. UN và các anh chị chỉnh cái này không có ấy được. UN Enter. Đấy, các anh chị thấy không, mình gõ nhanh không nè. UN Enter, gõ cái space cái nhanh, cực kỳ nhanh. Rồi. Ở đây này các anh chị chọn nó gì? Nó đang ở nhiều số 0 này, mình chọn nó một số 0. Đáng lý chỗ này nó ở inch này, nhưng mà bởi vì mình đã cài rồi cho nên nó hiện nó nằm ở chỗ mm, cho nên mình chọn mm. Ok. Đấy, mình chọn nó vô được chưa? Cái dòng này mình để im. Dòng này mình để im. Processing này có nghĩa là sau dấu chấm của nó bao nhiêu số 0 á thì mình để đây. Ok chưa? Mình ok một phát đi. Ok, rồi, bây giờ coi như chúng ta đã định khổ giấy A4. Tỷ lệ 1%, tìm hiểu tất cả các thông tin về trên này. Đây là các cái thanh công cụ để chúng ta vẽ. Đúng không? Thường chúng ta để chỗ nút home ở đây à, sẽ chỉ các anh chị vẽ nè. Chỉ các anh chị hiệu chỉnh nè, chỉ các anh chị ghi kích thước nè, chỉ các anh chị chỉnh các layer nè. Ok chưa? Tục. Cái thứ ba, bởi vì trong cái bản vẽ các anh chị thường á, nó có một số cái nét giống như vẽ vẽ kỹ thuật một chút mình chỉ các anh chị rồi, cho nên mình giờ mình định cái nét luôn các anh chị. Mình định nét luôn các anh chị. Cho nên mình không có đợi nữa, mình định nét luôn. Tiếp theo, phần thứ ba. Mình định dạng các cái nét. Định dạng các nét, định dạng các nét vẽ. Ok chưa? Định dạng nét vẽ luôn. Chọn nó. LA. Enter. Úi, thấy chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Để mình tạo từng cái đã. Đây. LA. Enter. Ok chưa? LA Enter nha, và làm theo từng bước. Đây, búp. Các gì thấy không? LA Enter. Rồi các anh chị nhìn nè, đây nó là một cái hộp thoại của cái layer Robert properties manager. Thì chúng ta hộp thoại này bây giờ nè, trên đây nó hiện cái mặc định các anh chị vô chưa có gì nè, các anh chị thấy không, nó là cái nét vẽ à, cái nét số 0. Bây giờ mình sẽ new này, delete nè, delete được thằng này với điều kiện trong bản vẽ các anh chị chưa vẽ một cái nào hết. Còn nếu các anh chị đã vẽ bất kỳ một cái thông tin nào vô này thì chúng ta không delete được, được chưa? New. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái nét nào? Nét thấy, đúng không các anh chị? Nét thấy là cái nét mà chúng ta dùng để vẽ, đúng không? Thì ở đây nó có on nè, freeze nè, lock và color. Và cái loại nét, cái type. Và cái nữa cái lightweight có nghĩa là bề rộng của cái nét. Và cái nữa cái transparency có nghĩa là cái độ đậm nhạt của cái nét khi chúng ta in, đúng không? À, các anh chị hiểu hết rồi nha. Thứ nhất là on có nghĩa đang mở này, tắt năng phát thì nó tắt đi. Đấy, nó lặn đi rồi, nó lặn đi rồi. Mình tắt này đi cái nó lặn đi luôn á. Ê, mình lặn đi phát này, mình giả sử mình tắt đi hả? Các anh chị thấy không, những cái nét mà mình vẽ mất này hả? Mình mở nó lên, đó nó hiện lên rồi, thấy chưa? VG là mình đóng băng nó lại và mình người khác sẽ không xóa được, người ta sẽ không xóa được cái nét này. Đấy, gọi là đóng băng thôi. Rồi ok chưa? Rồi tiếp tục nè, cái lóc mình có thể khóa lại luôn. Đấy, nó sẽ lặn xuống luôn, nó không hiện lên luôn. Mở ra thì nó sẽ hiện một trắng được các anh chị. Bây giờ nè, nét thấy nè các anh chị. Nét thấy thì thường là người ta chọn màu trắng, chứ không nhiên tự nhiên người ta làm nền đen màu trắng. Cái loại nét các anh chị, nó là cái đường solid line, cái đường nét liền á. Nét thấy mà, nét thấy là nét liền, cho nên mình để im, mình không chọn gì đây hết. Cái dòng mà lay quay này là chúng ta để im, các anh chị đừng chỉnh gì hết, để sau này á, mình sẽ chỉ các anh chị in bằng cái bề rộng theo nét, cái màu cho nó đẹp nha. Để im đó. Có chambersy này chúng ta không cần nữa, không cần thấy. Nét thứ hai chúng ta nó sẽ là cái nét đứt nha. Chúng ta sẽ chọn màu gì tùy các anh chị, nhưng mà thường mình sẽ nó dịu một chút nha. Mình yellow đi. Nét đứt nè, này không có, này nét đứt đâu có chọn. Đấy, này là continuous, nó là cái đường nét liền mà là solid line này, thì mình sẽ lót lên current này, no mình sẽ lót lên này các anh chị nhìn nha, lót lên búp vô một phát. Quá trời quá đất nét luôn. Sau này nếu level cao thì mình sẽ tự tạo nét cho chính mình luôn, khỏi cần sử dụng mấy này, tự tạo nét luôn. Đây đát à, đát hết. Mình chọn đấy. Ok, mình chọn cái này nha cho nó đẹp mà. Búp. Rồi bây giờ mình kích vô đây một lần nữa, mình kích vô đây một lần nữa nha các anh chị. Xong đó mình ok. Đấy, các anh chị thấy nó chọn rồi nè, thấy cái line không, cái dòng này nó chọn rồi nè, thấy không, nó dòng nó chọn khác rồi nè, thấy không. Rồi ok, tiếp theo một nét nữa, nét tâm hay gọi là cái tim, mình nét tâm đi.
Ok, nó đâu? Nét tâm, nét tâm. Màu hường, mình thích màu hường. Mình kích vô đây tiếp, bởi vì ở đâu có nét tâm đâu. Chọn đây, 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 mình tìm nó nè. Đâu, 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 đây, nè. Dot, 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 có gạch chấm, gạch chấm, gạch chấm. Hay các anh chị tìm đâu dưới này nó có được ha. Thôi, các anh chị có thể tùy, các anh chị tùy chọn theo yêu cầu của công ty, cơ quan. Các anh chị thích cái nào thì các anh chị xài cái đó, được chưa? Mình chọn cái này, coi như nét tâm đây. Đâu mất tiêu rồi ta. Đây, dot, 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 ok, một phát. Chọn thằng này vô phát dash dot nha, nhớ dash dot nha. Con này dash xịt nghĩa là nó toàn bộ nó dash hết. Ok, rồi sao? Nét đứt, nét tâm. Rồi sao? Đó, mình có thể chọn thêm một cái nữa là cái nét của cái ghi chú. Cái nét của màu ghi chú đi. Cho màu xanh cho nó khác biệt một chút. Màu ghi chú này mình chọn nó sẽ là màu xanh này tí đi. Ví dụ như vậy. Rồi cái đường này đường liền, nét ghi chú mà. Rồi xong, như vậy chúng ta đã tạo được ba cái nét cơ bản trong cái CAD trước khi chúng ta vẽ, được chưa? Rồi tắt đi. Bây giờ này mình thấy thanh này không? Đó, bây giờ toàn bộ những cái nào mình vẽ thì mình thấy. À, nét thấy, chọn nó là nét thấy rồi các anh chị nha, mình thử nha, mình chọn nó là nét thấy rồi này. Chọn nét thấy rồi nè. Đấy, bây giờ mình vẽ trước một cái, vẽ trước một cái đi. Rồi bây giờ những thằng này mình kích vô, các anh chị thấy nó số 0 không? À, mình kích vô đây nó là số 0 đúng không? À, bây giờ nè. Ví dụ mình vẽ nhiều quá. À, mình giả sử đi. L Enter, mình vẽ được một cái. Giả sử L Enter. À, gõ cái bụp, gõ cái bụp. Tao vẽ đang chỉ với các anh chị cái lệnh đầu tiên á. Thôi từ từ nè. Sau đó bây giờ mình chuyển qua đây là nét tâm. Vẽ phát đi. Đó. Mình vẽ đây. Bây giờ nó nhiều quá mà mình không biết làm sao để mình hiện nó lên hết. Bây giờ mình muốn xóa thằng, mình xóa cái thằng này đi. Mình kích chọn từng cái như thế này. Đây là một cái đối tượng trong CAD các chị nha. Đây là một cái đối tượng trong CAD nè. À, đối tượng trong CAD này các chị thấy không? Rồi bây giờ nè, từng cái đối tượng nó như thế này nè, thì để mà chọn đối tượng mình phải có nhiều cách. Mình kích vô đây. À, kích vô đây. Để mình kích. Cái đường thứ hai chúng ta vẽ một cái đoạn thẳng. Số 2 mình vẽ cái này trước đi, mình nói tiếp. Nó hơi nhảy qua một tí nhưng như vậy thì mới được. Vẽ một đoạn thẳng. Đoạn thẳng là nó có giới hạn các chị nha. L Enter. Còn đường thẳng là nó khác à. Vẽ đoạn thẳng này, mình ví dụ này, mình bỏ đây đi. À, mình ví dụ nha. L à, các chị nhìn nè, mình gõ lên nè. Các chị có thể kích vô đây cũng được. Nhưng vậy nó gà lắm, nó chicken lắm. Mình đừng làm vậy, mình học qua rồi mà. Mình gõ L này. L. L Enter phát. Đấy, bây giờ mình sẽ kích 2 điểm. Kích 2 điểm. Bởi vì mình đang chọn cái nét tâm này cho nên nó hơi rối nè, bỏ ra đi. Mình chọn lại cái nét thấy mình đang vẽ nè. L Enter, kích chọn 1 điểm. Các chị thấy bây giờ nè, bây giờ nó mới quan trọng nè. Làm sao để mình muốn vẽ một cái đường thẳng tưng. Đấy, mình muốn vẽ đường thẳng tưng mà bây giờ tự nhiên nó chép 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 như thế này đâu được. Vậy thì trước khi vẽ như vậy thì các chị sẽ học cái nữa cho mình. Đây. Cái phím F8. Nè các chị nhìn nè. L Enter, kích chọn một điểm nha, mình kích chọn điểm nè các chị nhìn nè, nó đang khó lắm, mình không truy bắt được cái đường thẳng đâu, nó rất là khó. Thì các chị nhìn F8 nè. Thấy không? Thấy dòng chữ này nữa hiện lên không? Đây gọi là chế độ Octor, có nghĩa là nó sẽ vẽ những đường thẳng tưng, mình gọi là thẳng tưng tưng tưng. À, thẳng tưng hết luôn. À, mình kích ra đây, mình kích ra đây, mình kích ra nó toàn là thẳng hết. Ui, nó toàn là thẳng hết các anh chị. Enter một phát, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình xóa đi. À, đây là động tác gọi là chọn đối tượng này các anh chị nhìn này ha. Các anh chị thấy cái tay mình làm không? Đây là gọi là chọn đối tượng này, thấy chưa? Đây là cách chọn đối tượng, từng đối tượng. Này là dành cho mấy ông đi thực tập. À, mình chọn đối tượng. Mình nói luôn, bởi vì nó liên cái bài luôn các chị, cho nên mình nói luôn có thể. Đây các chị nhìn nè. 4 chọn đối tượng. Chọn đối tượng. Đây các chị nha. Đối tượng. Không mất tiêu vậy. Trong cái CAD đó các anh chị. Mỗi cái mà mình vẽ vô, mỗi cái thứ mà mình đưa vô đây thì nó gọi là một đối tượng các chị nha. Thì bây giờ rảnh và mấy ông đi thực tập á, không có chuyện gì làm mà lên, ví dụ vẽ xong rồi nè, cái ngồi kích chọn từng cái nè. Đây là cách mà chúng ta kích chọn từng cái, các chị thấy không? Đối tượng nào được chọn thì nó hiện lên màu xanh. Này cách là mình rảnh mà, không có chuyện gì làm, thực tập mà, đang ngồi rảnh làm gì, hết giờ liệm lương về thôi, lương 3,5 triệu làm chi nhiều, đúng không? Đó gọi là kích từ từ. Bây giờ mình có hai cách, có một cách rồi chúng ta kích chọn từng cái nếu chúng ta rảnh, nếu các anh chị rảnh. Còn nếu không thì chúng ta quét từ trên này xuống này, các anh chị lưu ý này, quét từ trên xuống ha. Để vô đây, để cái con trỏ chuột vô đây này, mình kích cái con chuột trái một phát, bụp một phát. Đấy, mình kéo xuống. Bụp, đấy, toàn bộ đối tượng của mình đã được chọn rồi đó, đúng không?
Khi mà như vậy bấm escape, thoát đi. Hai cái nữa, từ góc phải này mình kéo qua, các anh chị nhớ nha. Mình kéo qua. Vậy thì hai thằng này nó khác biệt như thế nào? Mình sẽ làm các anh chị coi nè. Từ này kéo xuống, nó phải bao trùm hết đối tượng thì nó mới chọn. Các anh chị thấy không? Ở đây chỉ duy nhất một cái đường này thôi thì nó trùm này ha. Còn lại cái đấu trùm thì nó chỉ chọn này thôi. Nhưng từ dưới này kéo lên thì chỉ cần liếm một chút xíu thôi thì nó đã chọn rồi ha. Các anh chị thấy không đó? Dính một chút xíu thôi nó đã chọn rồi. Đó thì toàn bộ những đối tượng này đi chọn. Thằng này không được linh dính cho nên nó không chọn, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ thử này đấy. Các anh chị thấy không? Đó, nó không cần bao trùm cả đối tượng mà chỉ cần dính một chút xíu thôi thì coi như nó đã chọn, được chưa? Còn thằng này là phải bao hết à, nếu như vậy không được. Nó bao hết đối tượng nào thì nó mới chọn đối tượng đó ha. Bao hết thì nó mới chọn, được chưa? Đấy là hai cái khác biệt. Còn nếu ta muốn chọn nữa thì bấm Ctrl A. Đấy, bấm Ctrl A, đúng không? Rồi, bấm Ctrl A chúng ta chọn. Đấy gọi là chọn đối tượng trong ZBlueCAD hoặc trong CAD. Nói chung, kể cả AutoCAD cũng vậy, được chưa? Rồi, chọn đối tượng, rảnh thì ngồi chọn từng cái, đúng không? Bây giờ chúng ta quay chữ ngược trở lại, cái là chúng ta vẽ đường thẳng, đoạn thẳng nè. L Enter. Các anh chị thấy nó đang thẳng tưng nè, bởi vì lý do làm sao? Cái F8 đang bấm, chúng ta thoát F8 đi. Đấy, chúng ta mới vẽ chéo được nè, các anh chị vẽ chéo được. Hôm nay sau bài này các anh chị cứ ngồi kích như thế này để cho nó quen từng đoạn như này, quen nè. Rồi ok, Enter, kết thúc lệnh. Đó. Quét chọn đối tượng. Chúng ta xóa đi. À, tiếp tục lệnh nữa. E Erase. Enter. Học mình rồi thì làm ơn đừng có quét cái này rồi bấm phím delete ở trên bàn phím nha, giống như ngôn ngữ bình dân á. Bấm phím delete trên bàn phím thì nó cùi lắm, nó cùi bắp lắm. Cũng được, nhưng mà đừng có xài, nó kỳ lắm. Còn tại sao như vậy thì bởi vì mình xài chùa một thời gian két á, cho nên nó sẽ dần dần nó sẽ bị mất đi. Nó sẽ bị mất cái phím đó, các anh chị bấm phím delete trên bàn phím nó không ăn. Cho nên chúng ta chọn đối tượng, bấm chữ E, Enter. Ê, gọi là chúng ta xóa luôn đấy nha. Copy nó không phát qua nào. Cái này gọi là xóa đối tượng. 5 là xóa đối tượng. Đối tượng. À, thì người ta bấm E, Enter. Rồi sau đó quét chọn đối tượng rồi xóa cũng được. Nhưng mà cái này chọn đối tượng, sau bấm E thì nhanh hơn, được không các chị? Đó là cách mình chỉ cho nhanh nhất, thực hành nhanh nhất. Được chưa? Bây giờ mình bắt đầu mình vẽ. Mình có một cái miếng đất. Ví dụ mình có một miếng đất đi các anh chị à. Mình có một cái miếng đất này các anh chị. Mà làm sao bây giờ mình muốn vẽ? Mình muốn vẽ một cái bể. Nó dài 20m và nó rộng 10m. L Enter. Chọn đối tượng. Ý nó đang chéo chéo như thế này làm sao? Bấm F8. Yeah, đúng không? 20m. Bập đang mili mà 20.000. Enter. À thấy chưa? Nó nhảy nè, nhảy xuống. 10.000. Bập Enter, đúng không? Kéo qua đây. 20.000. Bập Enter xong. Này đừng gõ 10 nữa nha, mình nói lên thôi. Đấy, các anh chị thấy cái dòng này không? Thì bây giờ mình bắt đầu mình mới mòi tiếp. Em này, kích vô nè. Ý nó gọi là đây nó gọi là chế độ truy bắt điểm của CAD. Kích vô phát. Rồi mình Enter kết thúc lệnh xong. Như vậy là mình có được một cái miếng đất 2000 m². Đúng không? 20 nhân với 10 200 m², một miếng đất 200 m² là như thế này đó, giống như một cái bể các anh chị 200 m². Đây, nó sẽ có dài 10. Ôi xin lỗi, dài 20m, rộng 10m. Còn nếu như muốn mà cho nó giống như là cái miếng đất mà mình ở thì nhiêu đây thôi. Đó, các anh chị thấy mình muốn canh ở giữa này, mình muốn vẽ ra một cái đường ở giữa này nữa nè các anh chị, thì mình ra lên nó hiện cái màu đỏ không? Mình kích vô đây một phát. Cái mình kích qua đây một phát nữa gọi là xong, vậy là xong. Đây là miếng đất 20-10, miếng đất này bây giờ nó phân lô hết rồi cũng giữ á. Hiện tại chỉ có 20-5 thôi, chứ không có 20-10 đâu. Cái này là quá rộng, quá đẹp rồi, tiện đâu xây nổi, được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục tìm nữa, đó là cái F3. Tìm hiểu xong cái này đi, các anh chị nghĩ luôn cũng được. Các anh chị về, các anh chị tự vẽ F3. Số 6 là F3. Vậy thì F3 nó khác như thế nào? Để mà các anh chị sử dụng được F3 thì các anh chị sẽ phải xài tới một cái lệnh nữa. OS Enter, mình nói thôi. 7 nè. OS Enter. Bây giờ mình chỉnh nó như thế nào? OS Enter. Đấy, các anh chị nhìn thấy không? Mình có thể Select O hoặc là Clear O. Bây giờ nè, những cái nào các anh chị nên mở và những cái nào các anh chị nên bỏ đi. Đây, chúng ta thấy trong một đường thẳng thì nó có endpoint là điểm đầu điểm cuối, đúng chưa? Hồi nãy mình làm cho các anh chị thấy rồi đó, điểm đầu và điểm cuối đó là endpoint. Tiếp tục,
Meet the boy là cái điểm giữa. Cái center này, cái center này nó là cái tâm của hình tròn. Cái nữa là cái chia đường tròn ra thành 4 phần bằng nhau. Cái nữa là cái vuông góc. Đấy, và cái nữa là cái intersection, có nghĩa là cái giao nhau giữa hai đường. Ha. Rồi chứ mình chỉ chọn như đó thôi. Nó hiện cho các anh chị này, ocean up này thấy không? Bắt. Rồi ok, búp. Chiu. Chọn này 1 2 3 4 5 và 6 cái thôi. Làm ơn đừng có chọn nhiều, cái máy các anh chị nó rối, nó chạy không nổi đâu. Ok. Rồi bây giờ này mình ví dụ này nha, ví dụ như mình tắt F3 đi. Mình bấm tắt F3 này các anh chị nhìn này. Đấy, các anh chị thấy không? Ocean up up. Thấy chưa? Ocean up up. Bây giờ mình vẽ này, giống như trường hợp lúc nãy. Mình sẽ vẽ một cái đường ra 20m. Enter. Mình kéo xuống đây, 5m đi. Enter, mình kéo ra đây 20m đi. Đúng không? Nhưng bây giờ mình tắt cái truy bắt điểm mất rồi. Ý thì mình biết đâu mà mình kích nó vô đây. Lỡ mình kích chặt cái mình in ra nó xấu quắc là sao? Đó. Cái gì này chính rồi nè. Đó, mình kích vô đây. Mình zoom lên, các chị thấy không? Nó chật lắc, nó đâu có dính. Cho nên trong CAD nó có một cái chế độ gọi là chế độ truy bắt điểm. À, mình xóa nó đi. À, xóa đi nha, thấy động tác mình rồi các chị nha. Quét chọn đối tượng nè. E, Enter, rất là nhanh. Bây giờ nè, mình bấm F3 lên. Rồi L, dễ tiếp. Đó, nó truy bắt điểm với các anh chị luôn đó. Đấy, nói này, thấy chưa? Kích vô đây một phát. Enter, rồi là xong. Như vậy thì chúng ta có được 3 miếng đất. Các khu vực trường bây giờ, đất tái định cư bây giờ cũng nhiều vậy thôi. 3 tỷ mấy, 4 tỷ rồi. Ok chưa? Rồi thôi. Đấy, hôm nay các anh chị lưu ý giúp mình nè. Thứ nhất là các anh chị cài đặt trước nha. Cài đặt trước khi sử dụng. Hiệu chỉnh, hay gọi là cài đặt trước khi sử dụng đi cho nó tên nó rõ nghĩa. Cài đặt trước khi sử dụng. Cái thứ hai là định dạng khổ giấy. Cái thứ ba là các anh chị định dạng các nét vẽ. Cái thứ tư là sau đó các anh chị tiếp theo các cái lệnh như thế này. Đó, được chưa? Đây là cái phần đầu tiên mà mình mong muốn các anh chị tập trung. Vậy thì tối đây, thứ nhất ôm con chuột, thứ hai là rèn luyện theo cái file này. Để xíu nữa mình sẽ xuất video, mình gửi lên luôn, mình upload lên luôn cho các anh chị coi, chứ không để mất công mà bảo thầy không đưa lên. Lấy gì em coi. Rồi, ok, mình kết thúc ở đây. Một tiếng rồi, nhiều quá. Lúc đó là các anh chị không kịp nữa đâu. Ok, ok. Rồi. Ok. Rồi mình nghỉ đi các anh chị. Còn gì nữa thì các anh chị cứ thông báo nha. Cứ coi bình thường thôi. Mình sẽ gửi lên cho các